liên quan đến việc truyền hình nhân dân phản ánh hàng chục doanh nghiệp di rời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa cầu cứu vì bất ngờ nhận được thông báo phải đóng 100% phí hạ tầng một lần. Chiều ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các đơn vị liên quan và quyết định thu phí sử dụng hạ tầng theo lộ trình trong thời gian 10 năm. Đối với doanh nghiệp cơ sở sản xuất thuộc diện di rời đầu tư vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, thống nhất thu phí sử dụng hạ tầng theo lộ trình trong thời gian 10 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, mỗi năm sẽ thanh toán một lần vào tháng 12. Riêng doanh nghiệp không thuộc diện di rời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh sẽ thu phí hạ tầng một lần kể từ thời điểm đi vào hoạt động. Tỉnh Đồng Nai yêu cầu thành phố Biên Hòa thu đủ 100% phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh mà trước đó đã được tạm ứng từ ngân sách đầu tư xây dựng để hoàn trả theo quy định. Riêng diện tích đất công nghiệp còn dôi dư trong cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa xem xét tham mưu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, trong đó ưu tiên các cơ sở doanh nghiệp sản xuất gốm trên địa bàn nhằm tránh để lãng phí đất đai.